Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và nâng cấp được RAM cho chiếc laptop Lenovo Z470. Đầu tiên các bạn hãy lật mặt sau của máy lên. Trước tiên thì các bạn sẽ phải tháo pin ra cho mình nhé. Các bạn gạt hai cái chốt này, sau đó các bạn rút pin ra, rồi các bạn hãy tháo cho mình những cái con ốc ở những cái vị trí này. Sau đó các bạn hãy nhấc nó lên ha. Thì như các bạn thấy, đây chính là vị trí cắm RAM nhé. Hiện tại thì cái máy này có hai khe cắm RAM, là một RAM và một khe thì đã được cắm sẵn một thanh 2GB. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm một thanh 2GB nhé. Máy này thì nó chạy RAM 3 nhé các bạn. Mình gắn thêm một thanh DDR3 2GB vô. Các bạn quay đúng chiều ha. Nó sẽ có một cạnh ngắn và một cạnh dài, các bạn quay đúng chiều, sau đó đặt vô, ấn RAM xuống, hai cái gàm ăn vô là được nha các bạn. Thì như các bạn thấy ở đây, các bạn có thể nâng cấp thay thế ổ cứng, tháo bộ phận tản nhiệt vệ sinh và thay keo tản nhiệt cho chip, hoặc là thay cái card wifi đều được ha. Còn ở đây thì khách chỉ yêu cầu mình nâng cấp RAM nên mình sẽ chỉ nâng cấp RAM thôi. Sau đó thì các bạn lắp lại. Các bạn hãy gắn lại pin ha. Hãy gạt khóa ha. Như vậy là mình mới chia sẻ xong các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và nâng cấp được RAM cho chiếc laptop Lenovo Z470. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video có ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.